Dạ vâng, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với Kawat. Hôm nay bên em về được một chiếc hàng trưng bày full set và phải nói có cái mức giá rất là tốt để lên Zalo cùng với anh em. Đây em sẽ show luôn cho anh em này. Một chiếc Seamaster vàng đúc. Đấy, rất là đáng chơi. Bản này là một cái bản phải nói, em phải nói rất là đẹp. Đấy, chúng ta sẽ có một chiếc vàng đúc nguyên khối 18K như thế này. Tình trạng là đủ hết phụ kiện, full hộp sổ, sổ thẻ tác và kể cả siêu đáy luôn anh em nhé. Siêu đáy vẫn còn nguyên. Tức là chiếc này nó là hàng trưng bày ở cửa hàng ấy, chưa qua sử dụng. Và nó phải nói là gần như một chiếc đồng hồ gần như là mới thôi. Đấy, rất là giá, cái mức giá của em nó phải nói rất là tốt nữa. Chiếc này thì bên em đang, phải nói là đang sale luôn cái giá cực kỳ tốt để anh em chơi chỉ với 192 triệu anh em nhé. Đấy, 192 triệu. Cho một chiếc đồng hồ mà nó gần như là new luôn. Đây, xem qua, cho anh em xem qua cái dây và cái tình trạng của chiếc đồng hồ này. Đấy, dây này, dây gần như chưa đeo luôn nha anh em. Đấy, tức là người ta, hãng người ta thì vẫn có cho mọi người lên tay thử, ướm lên tay thử. Đấy, chứ còn đây, anh em nhìn thấy luôn này, dây mới cứng luôn này. Đấy, em sẽ show hộp sổ thẻ cho anh em nhé. Chiếc này là size là 38.5mm. Một cái size phải nói là nó rất là dễ để cho mọi người có thể đeo. Size này nó rất là dễ đeo và nó vừa với hầu hết cái cổ tay anh em Việt Nam mình. Em nó sẽ có hộp sổ thẻ tác và siêu đáy đi kèm nhé. Chúng ta vẫn có một cái cuốn sổ rất là dày dặn như thường lệ của nhà Omega thôi. Đấy, ở trong này thì nó sẽ có tất tần tật về các cái dòng máy, dòng sản phẩm của Omega và cách hướng dẫn sử dụng. Cái này mình có thời gian thì anh em có thể tìm hiểu thêm sau nhé. Còn đây là hai cái thẻ bảo hành của chúng ta. Đầu tiên là cái thẻ Big Tour RAM. Thẻ Big Tour RAM thì nó sẽ nói về tất cả các thông tin về chiếc đồng hồ này. Chắc chắn là sẽ có mã sản phẩm và series em nói nha anh em. Cỗ máy được sử dụng trên này của máy Callaway 8501. Đấy, mà sau chúng ta sẽ có các cái thông tin ví dụ như có vàng 18K này, kính sapphire này, bảo hành toàn cầu 4 năm này, độ chống nước là 150m này. Đấy, có công nghệ, có SEO này, có cỗ máy chạy đặt chuẩn Chrono Master này, có băng Authentic này và rất là nhiều công nghệ khác nữa. Đấy, tiếp theo nữa là cái thẻ International Warranty với cái date là tháng 11 năm 2023. Đấy, thì chúng ta sẽ còn được bảo hành toàn cầu đến tháng 11 năm 2027 anh em nhé. Đấy, tức là còn khoảng 4 năm nữa. Chiếc này rất là mới, cũng có mã sản phẩm và series đầy đủ hết. Đấy. Đấy. Còn ở đây là dấu vào cái thông tin của cái store bán sản phẩm này. Đấy, chiếc này được mua bên Nhật nha anh em. Ok, đây em sẽ show luôn cho anh em cái chiếc đồng hồ này. Đi kèm với nó chúng ta sẽ được trang bị một cái hộp gỗ đời mới như này nha anh em. Hộp gỗ đời mới rất là đẹp. Ok, em sẽ bóc siêu ra cho anh em cùng xem nhé. Chiếc này của em thì nó sẽ có mặt là mặt xám đen nha anh em. Nó không hẳn là mặt xám mà cũng không hẳn là mặt đen. Mặt xám đen này nó rất là hay. Nó sẽ dễ đeo hơn là mặt đen khá là nhiều. Bởi vì mặt đen thì nó sẽ kén với anh em mà tay hơi đen một chút. Đấy, còn riêng mặt xám đen này thì em nghĩ là kể cả tay anh em mà có hơi đen vẫn có thể đeo thoải mái. Đấy, đây, đây anh em nhìn thấy này, một chiếc đồng hồ với cái tình trạng phải nói là còn rất rất là mới, zin nguyên bản hết 100%, chưa mở máy, chưa làm gì hết anh em nhé. Đấy, nguyên siêu đáy, khóa này thậm chí vẫn còn siêu luôn này. Đấy, còn siêu khóa luôn này. Đấy, tác này. Đấy. Đấy. Đấy, một chiếc đồng hồ phải nói rất là đẹp. Cái thiết kế của cái dòng Aquastera này phải nói rất là đẹp anh em ạ. Dòng cái thiết kế của cái đời máy 8000 năm này em thấy rất là đẹp nhá. Cái vân sọc dọc kết hợp với bộ kim cọc vàng, cái ô cửa sổ lịch vàng vàng nữa, nhìn thực sự phải nói rất là nổi bật.
Đây nhá, mọi người có thể nhìn thấy luôn này, các cái góc cạnh của chúng ta vẫn còn rất là sắc bén này, còn nguyên bản này. Đấy, đồng hồ chưa hề spa, chưa hề làm bất cứ một cái gì cả. Đấy, tất nhiên là nó sẽ có một vài cái xước lông mèo rất là nhỏ thôi, thực sự là không đáng kể, cực kỳ nhỏ nha anh em. Đấy, mình soi mình nhìn thật kỹ mình mới nhìn thấy được, còn gần như là không thể nhìn thấy được nha, dây vẫn còn mới nguyên này. Đây, bàn này thì em đã lên rất là nhiều rồi, tuy nhiên thì hình như em chưa lên một chiếc nào mà có cái tình trạng mà nó đẹp, nó mới như thế này. Đấy, thì em đã lên rất là nhiều rồi, nhưng hầu hết là những chiếc thất lạc thẻ. Tất nhiên là những chiếc thất lạc thẻ thì giá nó sẽ mềm hơn khá là nhiều với cái chiếc full như thế này, đặc biệt là tình trạng nó là hàng trưng bày như thế này nữa. Đấy. Cái bộ kim cọc được làm bằng vàng khối và được làm nổi hẳn lên, thực sự nó rất là nổi bật, nó rất là đẹp trên cái thiết kế này. Đây, anh em nhìn thấy này, khi chúng ta nghiêng thì chúng ta sẽ nhìn thấy rõ cái bộ kim cọc nó lộ ra nó đẹp như thế nào. Đây, thực sự cái bản này bằng vàng khối nó rất là chất lượng, nó rất là đẹp. Đây, anh em có thể nhìn kỹ hơn này. Size 38.5 nha anh em. Với cái size này nó sẽ phù hợp cho anh em cổ tay từ 15 cho đến 17. Cái khoảng size đấy là đẹp nhất. Đấy, ngoài ra bên em vẫn còn sẵn một chiếc size 41.5. Size đấy là size to thì nó sẽ phù hợp cho anh em cổ tay từ 17 cm trở lên. Đấy thì là đẹp. Còn cứ 17 trở xuống thì đeo cái size này cho em. Hãng người ta cũng rất là khéo léo khi người ta làm đủ cả hai size cho anh em có thể lựa chọn. Ở em này chúng ta sẽ được trang bị cỗ máy là KB 8500 nha anh em. Một cỗ máy đời mới. Đây, rất là đẹp. Ở sorry nha. Chính xác của cái cỗ máy này là 8501. Đấy, thực ra nó vẫn là máy 8500. Đấy, nhưng khác một chút là chúng ta sẽ có cả cái quả văng này và cái cầu tóc này đều được làm bằng vàng 18K, vàng đúc nguyên miếng nha anh em. Anh em nhìn thấy luôn này, nguyên miếng này là vàng 18K. Đó, chính vì vậy hãng người ta đã đổi tên thành 8501 để phân biệt với các cái dòng máy 8500 thông thường. Đấy, có cả chuyện 750 nha anh em. Cỗ máy vẫn còn nguyên bản, chưa hề mở máy này. Độ mới rất là cao. Cỗ máy này chúng ta sẽ trang bị là 39 chân kính nha anh em. Tần số rộng sẽ là 25.200 mph. Và tích cót sẽ là 2, sorry nha, tích cót sẽ là 60 giờ. Cỗ máy chạy đạt chuẩn Tonomaster. Đấy, và sai số thực tế trên một ngày đo được của chiếc này nó sẽ là khoảng 1 đến 2 giây thôi anh em nhé. Rất là chính xác. Thực sự những cỗ máy của Omega nó chạy rất là chính xác anh em ạ. Ok, em sẽ trên tay cho anh em cùng ngắm thử chiếc này. Lên tay phải nói nó rất là sang. Rất là sang trọng với những bản vàng đúc của Omega như thế này anh em ạ. Đấy, trên tay của em là tay xấp xỉ 16 thì em đeo phải nói rất là vừa vặn này. Độ dày của em này là 12.8 mm. Cái độ dày này nó khá là vừa phải. Đây, anh có thể nhìn thấy rõ luôn này. Đấy, tức là bởi vì cái dòng này nó là dòng đa dụng, nó không chuyên về kiểu dòng dòng dress watch. Chính vì vậy cái máy của nó sẽ hơi dày một chút. Đấy. Không như những dòng dress watch thì nó sẽ là mỏng. Đấy, tuy nhiên là em sẽ rất là thích những cái bản như này. Nó mỏng quá thì mình nhìn mình đeo nó cảm giác nó không nổi được cái cổ tay của mình. À, nó phải hơi dày dày một chút xíu như này mình đeo nó nổi, nó rất là đẹp. Đấy. Chiếc này thì đang có giá new, nếu mà em mua ở hãng thì nó sẽ rơi vào khoảng 350 triệu. Chiết khấu xong rồi thì nó sẽ rơi vào khoảng chắc chắn là trên 3 triệu cho anh em, trên 300 triệu cho anh em. Đấy, còn kể cả anh em mua new xách tay thì nó cũng rơi vào khoảng 220, 230, trên 230 một chút. Đấy là mua xách tay new. Và bên em đang sẵn một chiếc hàng trưng bày chưa qua sử dụng với cái mức giá phải nói cực kỳ là tốt, chỉ với 192 triệu thôi anh em nhé, còn bảo hành toàn cầu 4 năm lại cho anh em. Đồng hồ thì đang có sẵn tại cửa hàng bên em, địa chỉ là 45 Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Số điện thoại hotline của em là 089 8888 993, và tất cả các cái thông tin liên hệ em có để dưới phần mô tả anh em nhé.
anh em có thể qua lên tay ướm thử trực tiếp. Đấy, ngoài ra bên em còn rất là nhiều mẫu vàng đúc thép của tất cả các dòng. Đấy, mọi người thích mẫu nào có thể gọi điện trước cho em cũng được, hoặc qua lên tay ướm thử trải nghiệm. Đấy, cảm ơn anh em đã theo dõi video của em nhé. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo.